Okay. Yes. So you drew. You drew and you gave your mom a card, a handmade card. Okay. Anything else? Did you give her flowers? No, I don't have money You don't have, maybe you can ask your dad for to more money. buy flowers. And after Women's Day, today is a really special Okay, it's really a special day, but it's your day too, right? Maybe, yeah, day. you are a girl. Yeah, we are girls. Okay, it's our day. Today Okay. is also a special day because it's my dad's birthday. Your dad's birthday is on the Women's Day. Okay, It's that's on awesome. the Okay, a very special day for your family. Okay, thank you, Zhang. Do you have something to say to me to Did you Me? go to your yes, did you go to your aunt's house yesterday? Yesterday, Yes. I will make a card. You made a card? Okay, Yes. thì quá khứ chứ đúng không? You made a card, I yes. made Card. and I made two cards with my Two friend. cards with your friends. Okay, and Yes. who did you give it to? Who did you give it to? I get it, my mother. Okay, your mom. Okay, that's great. Did you give it to your grandmother's? Or No, maybe I don't. or your friends, girlfriends at No, school. I don't guess girlfriend. No, it's not a girlfriend, it's a friend who is a girl. Yes. Okay. Okay. But no, it's nice to have a girlfriend, right? Yes. Okay. That's great. Okay. Anyone want to tell me what you did yesterday? It's a very special day, right? Okay, happy Women's Day to everyone, to every girl in our class. Okay. Ngọc Ánh, do you have something to say? Lê Ngọc Ánh. Yes, tomorrow. No, yesterday was day. It's Vietnamese Woman Day, and I wishes for my mother a lot of good things. Okay, so you wish your mom the best in the world. Okay, health and career and work and family. Okay, that's great. Thank you. I need your hand. Do you have something to tell me and everyone in the class? Bạn nào nhỉ? Bạn Đào Khánh Linh. Đào Khánh Linh. Okay, so yesterday was Women's Day, right? Vietnamese Women's Day. What did you do? I don't Make do something? everything. You don't do anything? Yes. I guess there was like a dinner, a big feast, a big dinner that your family gathered together. No? Yes. Yes, of course. Okay. So what did you eat? It is bread. Bread? Bánh gì á? Meat. Okay, bread and meat. Anything else? And eggs. Okay. I haven't think of anything. Okay, bread, egg, and meat. So is it steak? Có biết Tết đó con? Phải có biết Tết không nhỉ? No, it's not steak. Okay, so I bet it was very tasty. Okay. Thank you. Okay, có bạn nào muốn kể cho cô được không? Hoàng Hải Đăng chơi trò chơi không cô. À, có chơi không cô? Có.
có chứ, có chứ. Bạn nam nào xung phong chúc chúc các bạn nữ trong lớp một ngày quốc tế, ngày, đó phải ngày quốc tế phụ nữ à? Ngày phụ nữ Việt Nam đúng không? Bạn bạn nào có thể xung phong thay mặt cho các bạn nam trong lớp nào? Bạn nào giơ tay, giơ tay, giơ tay. Nguyễn Tùng Lâm nhá. Nhưng mà cô không nhìn mặt con đâu, con phải mở mở cam lên. Nguyễn Tùng Lâm, con có thể mở mic của mình để các bạn chiêm ngưỡng con xem nào. Ok, hello Lâm. Ok, are you new to the class? I think you're new. Ok, con bật mic của mình lên nhé, Lâm nhá, Tùng Lâm nhá. Mở chưa con? Có biết mở mic của mình không? Rồi. Ok, hello. Are you new to the class? Is this your first time here in my class? Okay, so yesterday was Vietnamese Women's Day. So do you have anything to wish to every beautiful woman, girl, maybe in our class and in Vietnam? Or do you have anything to say? What do you wish everyone? Không nói nữa rồi, chết rồi, tắt mic rồi. Rồi bạn nào nói giúp cô xem nào. Bạn cao danh lưu nói được không? Cô thấy giơ tay cao á. Ok. Hello, hello. Ơ, lại tắt tắt mất cam rồi. Mật, bật mic con nhá. Cao danh lưu. Đâu rồi? Alo. Mi, bạn nào cứ Mi nhỉ? Mi Trường à? Huy Trường nhá, có vẻ bạn Huy Trường có thể nói được đây này. Ok, chúng ta cùng nghe bạn ấy nói. I wish all the girls in my class are very happy International Women's Day. Ok, happy? Happy, ok, healthy and always be beautiful. Great. Ok, thank you, thank you. Mấy danh lưu, cô thấy cô con bật mic rồi nè, con còn muốn nói gì không? Hello, hello. Trời ơi, à đây rồi, thấy bật mic rồi. Đâu rồi, cao danh lưu. Ok, chào con. Đấy, cô vừa bảo là con có gì muốn chúc các bạn nữ trong lớp mình này, hoặc là những tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam. Không, con có muốn nói gì không? Bạn bật mic rồi. Trời ơi, thôi thôi thôi. Không hỏi đâu vậy. Có vẻ không không nói là mất nhiều thời gian để cố bé. Chào cô để chúng ta chơi trò chơi nhé. Ơ, đâu nhở? Đây. Chờ cô một tẹo nha. Chờ cô một tẹo. Ok, các con muốn chơi trò chơi về đồ ăn trước hay là về thì hiện tại tiếp diễn trước? Ừ, đúng rồi, là quiz. Tiên ạ. Đức An. À, bạn Đức An muốn chúc cả lớp đúng không? Bạn Đức An muốn chúc cả lớp. Ta, từ nãy cô không nhìn thấy con nhở? Con ở đâu thế? Đức An ở đâu nhở? Cô tìm Đức An nhé. Lê Bùi. Đây rồi. Con có muốn nói gì với mọi người không? More and more beautiful and study well. Okay, thank you. Everyone type in thank you so we can thank Đức An and Huy Trường. Cô biết là các bạn nam khác cũng có những cái lời chúc rất là tốt đẹp dành cho các bạn nữ trong lớp mình được không nào? Tuy nhiên là cô chưa thấy các con nói thôi, nhưng mà con có suy nghĩ đó trong đầu đúng không? Okay, cô rất là hiểu. Okay, I appreciate everyone in our class. Nguyễn An Khánh. An Khánh ở đâu thế? An Khánh ở đâu đấy con? I just appeared. Okay, but I can't see you because you don't open your camera. Where are you? Mãi mới gặp nhỉ? Ở à đây, con có quả phông nền. Quả phông nền hình là nón chuối hơi đẹp đấy nhá. Con muốn nói gì không? No, thanks. Okay, thank you.
Rồi, share màn hình nha. Cô sẽ, chắc là mình sẽ làm quà gì nhỉ? Này trước nhá. Stay. Ok, vẫn là cái mô típ mà mình sẽ xem một cái video ngắn, sau đấy mình sẽ trả lời câu hỏi các con nhá. Nhớ là phải để ý thật là kỹ các chi tiết trong đó nha. Mình sẽ vào phòng trước nhá, được không? Sau để cô ấy cho con xem video. Cô sẽ viết vào trong chat đường link của mình nha. Team à, tôi team cô thấy hơi khó ấy. Để hôm nào thử xem, hoặc là khi mình chơi xong rồi mình sẽ thử. Rồi, khi mà phần lớn các bạn đã vào phòng được rồi thì cô sẽ bật video nha. Thử bà chơi xem sao. Cô sẽ chơi trên điện thoại của cô. Join my quiz. Sau đấy cô sẽ nhập code của cô đâu. Có 25 bạn vào thôi, 26 bạn. Khi nào 30 bạn vào thì cô sẽ bật video nha. Rồi, đã đủ 30. Ok. Nhìn thấy các con nhận ra đây là món gì không? Cô vào rồi kìa. Có cô đấy. Chắc cô không chơi đâu, cô vào cô theo dõi thôi. Cô mà chơi thì cô thắng. Con không thấy gì, con không thấy gì là thấy gì? Hoàng Tú Phương, Hoàng Tú Phương con lại không thấy gì. Là sao? Tú Phương con đã vào được chưa? Hôm trước cô nhớ là con cũng không vào được đúng không? Hôm trước con cũng không vào được. Ra lại như vậy, 33 bạn vào rồi. Ok, chúng ta lại xem nhá. Cô nghĩ là cô sẽ bật 3 lần đi nha. Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. So I made egg berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for 1 minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. So I made egg berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for 1 minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Yummy. Hey, last time. Guys, I have a bit of a confession to make. I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. So I made egg berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for 1 minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Không biết là cái món này dễ nhỉ? Các con hoàn toàn có thể tự làm được ở nhà đúng không? Có thể làm cái này cho mẹ ăn. Ok, 38 bạn đã vào rồi. 38 bạn trên 46 bạn. Thế các bạn còn lại đâu? Trời ơi. Ôi,
Xong nha. Xong Minh Nhật bảo cô là cô đừng cho coi clip làm bánh. Cô có hai clip đấy. Cô có hai cái video ấy. Một cái làm mochi, hai là làm bánh đấy. Đức Minh này. Các con nhớ là chỉ được vào một lần thôi nha. Không vào hai. Không được vào hai nick đâu. Ok. Bắt đầu nha. Rồi chứ nhỉ? Đừng để mất streak nha. Tôi có streak là có 100% thắng luôn. Bạn Ronaldo rất là giỏi. Cô thấy mấy lời con được nhất rồi. Thế rồi. Ok. Chưa, cô đã bảo rồi, mình cứ có streak là mình sẽ đúng nhất thôi. Cô bạn nào vẫn đang chơi vậy? Ok. Để cô thông báo xem nào. Ok, vẫn là bạn Tina, Thanh Thư, Ronaldo. Cô cứ tưởng là đúng nhất cơ, nhưng cuối cùng lại đứng thứ ba thôi. Ok, tiếp theo là hữu nghĩa nữa không? May là bạn nào nhỉ? Cô gặp bao giờ chưa nhỉ? Ok, tiếp theo ta có bạn Hải Đăng, Đức An, Danh Lưu, Yên Dung. Đức Minh chơi kém nhưng cũng không kém đâu, vẫn trong top 10 và cuối cùng là bạn Hoàng Giang. Ôi Hoàng Giang ơi, sao con đứng thứ 10 hả? Ok. Con có muốn chơi lại không? Ok, có bị khó quá không? Có nhanh quá không? Lần này là chúng ta không chỉ là nhìn hình đâu mà còn nghe được mà, đúng không? Cô có nói thì mình cũng vừa nghe vừa nhìn được. Con bị mạng kém à? Ok. Cho thử làm lần nữa nha. Play again. Các con đã vào hết chưa? Rồi xem lại video một lần nữa nhá. Lần cuối cùng. Cô cũng thèm món này quá. Cuối tuần này cô sẽ phải làm thôi. Guys, I have a bit of a confession to make.
I don't really know where the whole berries and cream thing started, but I was just going along with it because I was trying to fit in. So I made a berries and cream mochi. So start by whipping up some cream and sugar, then fold in some chopped strawberries and scoop out small balls and put that in the freezer. Then grab glutinous rice flour, sugar, water, and blended strawberries. Give that a stir and microwave twice for 1 minute and twice for 30 seconds, stirring between each time. Then dust with cornstarch and split the mochi. Grab your filling and pinch the mochi shut around it. And yeah, that's pretty much it. Đây, ui, và nốt đi các con ơi. Cô có gửi link ở trong chat đấy. Và nốt nhá. Cô gửi lại link đi cô. Lại gửi lại nè. Link đấy con bấm không được á. À đúng rồi. Để link khác. Chết. Sorry. Gửi link khác. Link khác gửi trong chat box. Ok. Là thêm mochi. Nhưng mà mochi có vẻ không hợp lắm với mùa đông vì nó hơi lạnh. Cô làm xong nhớ ship cho em với á. Thường ơi con ở đâu ấy để cô ship cho. Cô sợ đến nơi nó chảy mất. Còn nữa, các bạn ở đâu? Các bạn ở Hà Nội cô ship luôn. Ăn mất. Ok. Vẫn là chỉ có 31 bạn. Con ở Hai Bà Trưng. Ờ đúng rồi, Đức An ở Hai Bà Trưng, cô biết rồi. Lê Hoàng Hải Đăng, con ở Hà Nội. Con ở Hà Nội ở chỗ nào? Gần cô không? Ở Cầu Giấy nha. Ở quận Cầu Giấy. Ok, Hải Đăng ở Đông Anh, Thu Huyền ở Hải Đức. Hà Đông à? Ok, bạn nhà bạn cô ở Hà Đông. Bắt đầu. Chết rồi, buồn hơi nhiều. Bắt đầu. Ai chưa vào thì chịu thôi. Để thêm một lần nữa. Ê, đấy, đúng rồi, chơi lại lần hai nó phải khác, khác bọt đúng không các con? Halloween, các con thấy cái phông nền là sao nó giống Halloween không? Các con biết Halloween là ngày nào? Sao để Halloween rồi đấy? Ok. Cô có tin con. Ok, được rồi. Cô sẽ review qua các câu hỏi nha. Đầu tiên là cô sẽ xem bảng xếp hạng của chúng ta. Bạn Minh Quân này. Bạn Minh Quân leo lên thứ nhất.
sau khi mà đã trả lời tất cả câu đúng 100%. Wow, ok, tiếp theo bạn Hoàng Giang, Đào Khánh Linh, Bùi Mai Mai, Tina Thị Tiên, Nguyên Dung, Đức An, Emma, Thanh Thư và An Khánh. Ok, congratulations everyone. Now let's review the question. Okay, the first one. Okay, what are the ingredients in the recipe? Okay, cô sẽ hai answer đi nha. Okay, what are the ingredients in the recipe? Okay. Lê Hoàng Hải Đăng. Lê Hoàng Hải Đăng. Yes. Okay, can you answer me? Yes. What are the ingredients in the recipe? Còn mình chơi lại, bạn nào cũng mình chơi lại. Okay. Ingredients là gì cơ nhỉ? Ingredients là các nguyên liệu nào? Okay. Flour, yep. Cream. And? Sugar. Okay, sugar. Is there salt in the recipe? No, right? Okay, đúng rồi. Chúng ta có hoa quả này, đường, bột và kem. Okay, thank you, Hải Đăng. Và chúng ta sẽ không có muối đâu nha. Muối thì sẽ mạnh lắm. Okay, next one. What is she chopping in the video? She's using the knife, right? To chop what? What kind of fruit? Okay, Tùng Lâm. Yeah, Tùng Lâm. Are you there? Hello, Lâm. What is she chopping in the video? What kind of fruit is she chopping in the video? What? Strawberry? Right? Okay. Chúng ta có hai cách đọc từ quả dâu con nhá. Một là strawberry hoặc là strawberry. Thế nào cũng được. Đều đúng hết. Đều là quả dâu nha. Okay. Chúng ta không có cả kiwi, cam hay là xoài trong này đâu. Nhưng mà các con hoàn toàn có thể thay thế các loại quả đó. Thay thế. Đều được hết, đều ngon hết. Okay, how much whipping cream is she using? Cái câu này các con để ý. Ở trong video thì mới thấy cơ. Cô ấy viết ở trên video của mình ý. Okay, câu trả lời đúng là gì? Đào Khánh Linh, cô thấy con xếp thứ hạng khá là cao. Không biết con có trả lời đúng câu này không? Dạ, yeah, được, cô. Okay, so what is the answer? How much whipping cream is she using? 85 milliliters? Okay, đúng rồi. 85 ml nha. Okay, 85 ml sữa. Không phải sữa đâu. Nó là kem tươi. Và sau đấy mình sẽ đánh cái bông. Đánh bông nó lên. Nó sẽ thành kem. Okay, what kind of flour is she using? Okay, what kind of flour? Bạn nào có thể nói cho cô nghĩa của bốn loại bột này được không? Đều là hai loại bột khác nhau nha. Ok, bạn Thu Huyền hộ cô xem nào. Đây cô đây. Bốn loại bột này. Đâu rồi? Con đâu rồi? Không thấy con. Thôi em mang hộ cô vậy. Em á, are you there? Ok, hộ cô bốn loại bột này là bốn loại bột nào nào? Yeah, rice flour là bột gạo. Glutinous rice flour là bột gạo nếp của cô. Bột nếp, đúng rồi. Bột gạo nếp. Flour là bột hạt nhân. Đúng rồi. Flour là bột mì đa dụng. Đúng rồi, giỏi thế, có hay đường bánh không thế? Nha. Giỏi quá, ok. Từ khi mà cô có hứng thú với việc là nấu nướng và làm bánh thì cô mới biết loại bột này đó. Ok, rice flour là bột gạo. Glutinous rice flour là bột nếp. Almond flour là bột hạnh nhân. Và all-purpose flour là bột mì đa dụng. Ok, và cô ấy đã sử dụng glutinous rice flour. Ok, bột nếp nha. Con có biết là rice flour dùng trong một cái món gì của Hàn Quốc không? Viết cho cô trong chat xem có đúng không nào. Bột gạo làm nên một cái món gì rất là dai, xong rồi ăn với cả nước sốt cay, món của Hàn Quốc nhá. Rồi con đố con biết đấy. Đúng rồi, chuẩn. Ok, đúng rồi, bánh gạo Hàn Quốc. Rồi.
Đúng rồi. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết cách viết cookie như nào. Không biết luôn. Ok. Có lần cô cũng thử làm rồi nhưng mà fail quá con ạ. Buồn quá. Ok, tiếp theo. She's using more water than strawberry juice. Đúng không? Các con có biết là cô ấy dùng bao nhiêu nước và dùng bao nhiêu nước ép dâu tây ở trong công thức của mình không? Và cô ấy dùng nhiều nước hơn nước ép dâu đúng không? True đúng không? Ok. Mình thử trở lại cái màn hình này xem cô ấy dùng bao nhiêu nhé. Nếu con để ý sẽ thấy. Đây nè, có luôn á. Cô ý dùng 70ml nước và 30ml nước ép dâu. Ok, nước ép dâu tây. Uh-huh. Next one. Nhiều bạn trả lời sai câu đấy ghê á. She's putting another kind of flour on the chopping board. What is it? Đúng, có bạn trả lời đúng này. Yes, corn flour. Giỏi. Hình như bạn Bảo Khôi viết nhầm thành floor là sàn nhà mất rồi con ơi. Flour, F-L-O-U-R cơ mà. Ok, corn flour. Corn starch cũng đúng, nhưng mà con lại viết sai chính tả ở đây mất rồi em ạ. Corn flour. Ok, corn flour là bột ngô. Mình hay dùng để coat bên ngoài những cái món mà nó bị dính ấy. Ok. Cái đồ gia dụng nào mà cô ấy không dùng trong video thế? Ok, bạn nào giúp cô, bạn Đức Minh giúp cô với. What? Two. Two kitchen utensils. Yes. Fork. Fork? Yes. Fork. Okay. Mm-hmm. She isn't using the fork. Yes, that's true. Hai cô. Fork cái gì nữa? À là gì? Là pan. Cô không dùng chảo nữa cả. Ok, fork and pan. She isn't using fork and pan in the video. Ok, thank you. How should we eat this dish? Ok, bạn nào có thể nói cho cô sao con biết là mình sẽ ăn nó này lạnh? Bạn Vân nói giúp cô được không? Có đoạn nào ấy nhỉ? Có đoạn nào cô ấy tả như nào nhỉ? Vân con có đấy không? Yes. Okay. Có một cái đoạn nào ấy mà mình biết là mình sẽ ăn món này lạnh chứ không phải là ăn nóng. Because she talk 1-2 minutes. 2 minutes, cái gì 2 minutes cơ nhỉ? Món này có chứa nguyên liệu là gì? Cream. Yes, cream. There's cream in this dish. And the cream must be cold, right? In order not to melt. Okay, so we should eat this cold. I think this dish will be very suitable in the summer. How do you describe the texture of the dish? Texture đây có nghĩa là cái chất liệu hoặc là gọi là khi mình cắn vào thì nó sẽ cảm thấy như thế nào ý. Okay, chúng ta có bốn cái tính từ ở đây là crunchy, chewy, greasy and juicy. Okay, bạn nào có thể nói giúp cô nghĩa của bốn từ này với? Có bạn nào biết không? Cao danh lưu ạ? À? Được rồi. Ok, giơ tay rất cao. Hello con. Rồi, bây giờ được nghe rồi con. Con chọn gì thế? Con chọn đáp án nào thế? Mạng bên con có vẻ hơi giật nhở. Con có nói được không? Con nói được không? Rồi, cô bật mic cho con rồi này, con nói nè. Yeah, chewy. Chewy, ok, chewy. Khi mà mình ăn một cái thứ chewy có nghĩa là sao? Chewy ấy. Này... Uh-huh. Ơ sao con cứ tắt mic thế? Bật mic lên nào. Mẹ con đang nói chuyện. Ok, cô cảm ơn con nha. Chân lát cô gọi lại con nha. Ok, bạn Lionel Messi. Trời ơi, vừa là Messi sẽ có Ronaldo là sao?
Ok, cái món nào mà nó chewy có nghĩa là gì? Cái món đấy như nào? Hả con? Hả bạn Ronaldo? Hay bạn Messi? Không biết gọi như thế nào. Alo, alo cô, alo alo. Rồi, bạn Bảo Long nói đúng rồi đấy. Ok, những cái món nào mà nó chewy có nghĩa là nó dai. Ok, crunchy thì là giòn này. Greasy là nhiều dầu mỡ. Còn juicy nghĩa là mọng nước. Ok. Nó dai dai, đúng rồi. Tina, đúng rồi con ạ. Món nào nó chewy là nó dai dai. Chew là nhai. Chew là nhai, chewy. Dai. Ok, what is the name of this? Of course, it's mochi. Ok. But I love strawberry, I love cream, I love donut. You love donut? Ok. That's it. Next one, we have this. Cái này đúng không nhỉ? Cô nghĩ là cái này đấy. Theo như cô chuẩn bị là cái này. Được không? Rồi, bắt đầu đi con ơi. Chúng ta sẽ vào đường link là joinmyquiz.com. Đấy, không có link nhé. Không có link để nhấn. Mình vào vào cái đường link joinmyquiz.com. Sau đấy nhật nhập đường, đập nhập cái code này vào. Copy như nào nhỉ? joinmyquiz.com. Sau đấy nhập code này. Ok. Để cô gửi lên đây cho các bạn. Nhấn cái đường link join my quiz. Không có link con ạ. Cái này nó là presentation chứ nó không phải là quiz. Cũng có quiz nhưng mà nó là presentation. Join my quiz.com. Code là 537278. Ok, các bạn đang vào được rồi này. Ok, hôm nay mình sẽ ôn tập qua thì hiện tại tiếp diễn và so sánh với nó với thì so sánh nó với thì hiện tại đơn nha. Cô ý cứ cái gì? Cô Minh Thu là cô nào hả con? Đấy, xong chưa? Cô cứ start nhá. Con sẽ vào. Được không? Được không? Ok, cô sẽ đợi con thêm vài phút nữa. Một phút nữa nhá. Edward Newgate là bạn nào vậy? Ok, start nhé. Các con có thể vào sau. Có gì thầy Vương nhắn vào trong group cho các bạn vào lại nha. Ở dưới màn hình này các con, chỗ này này, nó cũng có đấy. Cũng có code. Cho mình thấy dùng ngon 5537278. Ok, bắt đầu nha. Ok. Ở thì hiện tại đơn, nói cho các bạn nào, nhắc lại cho cô, hiện tại đơn sử dụng như thế nào? Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn? Ok, ok, bạn là Thủy Tiên, hôm nay cô chưa gọi con nhỉ? Ok, Tina. Hello. Ok. We use present simple. We use present simple to describe things that always true. Mm-hmm. And well, what is this? Permanent? Permanent. What is it? Permanent situation. Permanent. Okay, so what is it? If you are living in Hanoi, is it a permanent situation? At least for now, for a couple of years later. Okay. Chẳng hạn như cô đang sống ở Hà Nội thì đấy là một cái tình huống hiện tại và nó có thể kéo dài thêm một vài năm nữa thì mình vẫn có thể sử dụng. Thì hiện tại đơn nha. Ok, a permanent situation. Nó sẽ không ít khi thay đổi. Ok. And we use present simple to describe our habits or things we do regularly.
Okay. Are things that make people like doesn't feel happy. I don't know how to describe it. Oh my gosh. Okay. Rồi. Chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn cho những trường hợp mà gì nhỉ? Những sự việc mà theo tự nhiên, theo khoa học đúng không nào? Luôn luôn đúng. Tiếp theo là những sự việc mà nó cố định. Permanent situation đó, hoặc là những cái thói quen của mình, hoặc là tình trạng của mình nữa. Chẳng hạn mình nói là I am happy hoặc là I am glad chẳng hạn như thế, hoặc là I am sad. Thì mình có thể sử dụng thì hiện tại đơn. Ok. Thế hiện tại tiếp diễn thì sao? Tiếp diễn thì sao? Ok, thank you Tina. Thank you Tina. Bạn Uyên Dung có thể giúp cô được không? Khi nào thì chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn? Present continuous. Uyên Dung có còn đấy không? Ok. Được không? Khi muốn nói một sự... Muốn diễn tả một sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói ạ. Đúng rồi, rất đúng. Chẳng hạn như lúc nãy có cái câu là nước sôi ở 100 độ C thì đấy là sự thật hiển nhiên rồi. Nhưng nếu chúng ta muốn nói là nước đang sôi ngay bây giờ đấy, cậu có thể bỏ mì vào được rồi, đúng không? The water is boiling now, you can put in the pasta. Có nghĩa là cái sự việc này đang xảy ra ngay tại thời điểm nói. Ok, tiếp theo là gì con nhỉ? Uyên Dung à? À không, thì cô gọi bạn khác nhá. Bạn Mai Mai giúp cô xem nào. Trường hợp thứ hai mà mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là gì? Bạn Mai Mai có đấy không con? Hello, hello. Là cô đi nào. Bạn Khánh Sơn giúp cô vậy, hình như là con là học sinh mới á, phải không con? Lê Khánh Sơn, con có đó không? Hello. Vâng, con đây ạ. Ừ, cô chào con. Khánh Sơn, con có phải học sinh mới không? Có phải con mới vào lớp không? À đâu, không phải, con vào mấy lần rồi mà. Bây giờ cô mới thấy tên thật của con. Ok, rồi. Trường hợp thứ hai mà mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn là gì ạ con? A temporary situation. Ví dụ của chúng ta là Julie is living in Paris for a few months. Ok. Julie đang sống ở Paris. Khác gì với việc là cô đang sống ở Hà Nội. Phải không? Nghĩa là cô Julie này, cô chỉ sống ở Paris một vài tháng thôi. Con không nghe gì. Con không nghe gì á? Làm luôn đi cô. Để cô nói cho các bạn cho đã. Ok, cảm ơn Khánh Sơn. Ok, tình huống thứ hai là mình sẽ dùng cho những sự việc tạm thời thôi. Ok, và cuối cùng là những thói quen nhưng cũng mang tính tạm thời. Rồi, và cấu trúc của chúng ta là ở thì hiện tại. Đơn, mình sẽ có chủ ngữ cộng động từ và phải chia theo chủ ngữ. Ở thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng to be và cộng going nha. Nhớ nha, đừng làm sai nha. Ok, are you ready? Two. Ok, có vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi luôn nhá. Các bạn đã vào đủ chưa? Mới có 33 bạn vào. Thầy Vương đang để đường link này và code ở trong chat box. Nếu bạn nào chưa vào được thì con vào nhá. Ok. Bắt đầu chưa? Bắt đầu nhá. Ok. Let's do it. Này không có phá bom đâu nhá. Nhiều thời gian để trả lời ghê. Ok, con trả lời xong hết chưa?
35 bạn trong lớp. Mới có 31 bạn trả lời. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Ok, let's see the leaderboard. Minh Anh, Emma, Lucky. Ok, 17 bạn trả lời đúng và 14 bạn trả lời sai ư. Ok, các con thấy chưa? I am watching. Ở đằng trước, có một cái vế trước là tôi đang xem TV. Thì vế sau cũng phải tương ứng chứ đúng không nào? My brother is reading a book. Next one. Như câu này là câu trách nhiệm hay sao? Là nhanh thế. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn rất lưu vui thế. Ok. Liking. Do you like chocolate milk? Ôi, câu này. Câu này mình nói nhiều mà, đúng không con? Do you like chocolate milk? Ok. Do you play the piano? Do you? Cộng với động từ nguyên thể nhá. Không chia. Quả nhà cứ như là spy. Ok, 24 giây nữa. Các bạn, 6 bạn nữa làm nốt nào. Nhạc hồi hộp ghê cô đều. Cô để bom lâu thế mà vẫn có bạn không trả lời đấy. Trời ơi, vì sao? Ok, Minh Anh đứng đầu luôn. Are playing Thomas and Patrick. Chủ ngữ số nhiều nên phải dùng are. Now mình có từ chặn từ dưới ra là now nên mình phải điền là thì hiện tại tiếp diễn được không nào? Are playing, bạn nào điền plays đấy. Next one. Thời gian mình còn nhiều đúng không? Các con cứ có thể suy nghĩ hay là kỹ. Long, Bùi Mai Mai, ô, Mai đâu con? Ok, Tina lên đầu rồi. Lucky, Phạm Hoàng Giang, Huyền. Yes, I. Các bạn khác trả lời gì thế? Am là đúng nha. Yes, I am. Đây là câu trả lời ngắn của mình. Are you studying English now? Yes, I am. Ok, Bảo Khôi con được tính đúng không? Mình viết hoa này có đúng không thế?
Yes, I do. Không phải do rồi. I'm studying English. Không, chúng ta sẽ trả lời ngắn thôi. Yes, I am. Are you? Yes, I am. Okay. Next one. Lên. He. Okay. Này các con có trả lời đúng được không nhỉ? Nghĩ kỹ nhé. Tina bấm nhầm là gì đấy con? Ok. Vẫn được lên nè. Cái gì thế này? Is don't doesn't đúng á? Hình như sai hay sao con ạ? Doesn't. He does not want. Thế là cô sẽ điền từ does. Does là đúng. Ok. Doesn't gần đúng. Nếu đúng thì phải là does not want. Nó có not đúng rồi. Nó có not bởi vì nên là mình phải dùng does. Câu này hơi bị lỗi kỹ thuật. Sorry. Xin lỗi các con. Ok. Câu này điền does là chính xác nhất nha. Ok. Thì doesn't đúng thôi. Doesn't đúng nhưng mà vẫn sai. Mỗi ba mươi một bạn chơi nhỉ? Ok. Chọn nốt nào. Khi nào có. Ok. Vẫn là câu chuyện mochi hả con? Dễ đúng không? Ok, what are you doing? Bạn đang làm gì thế? Làm gì? What are you doing? Câu trả lời của chúng ta là I am taking a test. Tôi đang làm bài kiểm tra đúng không? Chứ không phải là bạn đang làm ở đâu, bạn đang làm khi nào. Đây, bạn đang làm cái gì nhá? What are you doing? I am taking a test. Can't talk to you right now because dễ quá không? Dễ quá mà lại hơi nhiều thời gian. Khi nào đủ 32 bạn trả lời thì cô sẽ end question. Lại đi cô á, lại cái gì thế con? Cô lúc đấy lại lỗi á, không lẽ lỗi đâu. What are you doing? Câu trả lời là I'm taking a test. Còn nha. Ok. Ok, I am studying. Tất nhiên là I am rồi và đây là câu ở thì hiện tại. Tiếp diễn nên mình phải có to be và verbing. Because I am studying. Tôi không thể nói chuyện với cậu được bây giờ bởi vì tôi đang học bài. Này.
say it. Oh, beautiful day today. Okay. It is a beautiful day today. Okay, bạn nào chọn am thế? Ủa, xem hai bạn nào chọn am mới được. Bạn nào chọn am thế? Ôi trời ơi, bạn nào chọn am vậy? Nhìn ở đâu ấy nhỉ? Okay, next luôn. Negative sentence, yeah. Đừng để bị lừa đó. Negative sentence. Câu gì nhỉ? Câu phủ định đúng không nào? Negative sentence. Đi chưa? Sao thế? Còn mình 10 giây, 10 giây. Chữ ăn phải vui. Ok. Sao sao? Sao nhiều này nhỉ? Hay là nó hỏi mình là isn't taking? Để xem nhá, xem nhá. Nam Anh làm là chưa đúng này. Is not taking. Đúng. Isn't taking. Ok, isn't take. Sai. He's not talking. Ok, nhớ là taking, mình sẽ phải bỏ chữ e đi và thêm ing. Isn't taking hoặc là is not taking đều được. Bạn Vân đó hả? Vì sao isn't không được? Bởi vì câu hỏi là thế con ạ. Rồi, lại là một lỗi nữa. Ok, lần sau cô sẽ chú ý hơn nhá. Lần sau cô sẽ chú ý hơn. Ok, is not taking hoặc là isn't taking đều đúng. Phần này nó ở giữa ai và drink con ạ. Phải điền cả câu, không phải điền cả câu. Ok, let's see. Nhìn mặt các bạn có vẻ hoang mang thế, được không xem nào. Ok, I don't drink. I don't drink chocolate. Phải điền cả hả? Ok, thử xem nào. Ok. Em xem. Ai? Ok, ok. Cô hiểu rồi. Câu này họ bắt mình điền cả câu đúng không? Có nghĩa mình phải điền là I don't drink hot chocolate. Ok. Bài hôm nay hơi lỗi à. Rất xin lỗi con, rất xin lỗi con. I am not drinking. Không, mình sẽ không chia câu này là ở thì hiện tại tiếp diễn đâu. Mình sẽ viết là I don't drink thôi. Bởi vì mình cũng không thấy trạng từ thời gian nào mà, đúng không các con? Ok, mình cứ làm tiếp nhá.
very noisy upstairs now. Nhớ chặng từ chỉ thời gian kìa. Không nổ nào. Yeah, lên đầu rồi. Okay. What are they doing? What are they doing? Để xem chín bạn trả lời sai là như thế nào nhá. What are they doing? Phải biết chữ what rồi. What are they doing? Họ đang làm gì thế? Có cái tiếng động gì rất là ồn ở trên tầng phải không? Đó. Họ đang làm gì thế? Parents live. Tất nhiên rồi. Sẽ để nguyên thể bởi vì chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều. Okay. My parents live in a two-bed apartment. Mẹ tôi sống ở một căn hộ có hai phòng ngủ. Này còn ba câu thôi. Cố lên. Câu này rất là giống câu mà mình đã gặp rồi đúng không nào? Nhanh nhá, chúng ta sẽ hết giờ rồi. Ok, trả lời ngắn gọn thôi nha. Are they working now? No. Sao Giang như sao? Hoàng Giang con cười. Cười tươi chứ. Four, three, two, one. Okay. Đã có sự thay đổi. No, they aren't. Không thôi. Trời ơi, sao no lại they are được? No, they aren't. Hoặc là no, they are not. Cũng đúng, Bảo Quyên ạ. Nhưng mà trong những cái câu trả lời ngắn gọn ấy thì mình sẽ viết tắt nhiều hơn nha. Yes, I do. No, I don't. Okay. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Okay. Câu 19. Lời nhanh đấy. You so happy today. Còn chọn lớp. Chọn lớp là đúng ấy nhỉ? Đúng không? Okay. Tina vẫn ở đầu. You look. Có mỗi chữ look là chia động từ đúng thôi. You look so happy today. Nhìn bạn hôm nay có vẻ vui thế.
Okay, seem ở đây, từ seem cũng có thể sử dụng được, nhưng seem ở đây lại chia động từ sai. Đó, không được thêm cái gì vào sau động từ hết. You thì phải là you are, chứ không phải là you is được. Okay, slide cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Hết rồi. Hết rồi. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta là thanks. Okay, let's look at the leaderboard. Ok, Thủy Tiên. Lucky là bạn nào thế? Lucky là bạn nào nhắn cho cô vào trong chat box để cô biết là bạn nào với. Không biết là còn để cô cho điểm đâu đấy. Ok. Lucky, Phạm Hoàng Giang, Huyền là Huyền nào nhỉ? Không biết, cô không biết bạn Huyền nào. Là gì Huyền? Rất cay cú. Ok. Minh Quân, Emma, Uyên Dung, Thomas Muller, Cristiano Ronaldo và Hoàng Tuấn. Ok, rồi cô thấy là có một vài lần bạn Minh Anh đứng khá là cao nhưng mà dạo này có vẻ là hơi sút phong độ một chút rồi. Lê Ngọc Ánh à? Ok, được rồi. Report để xem nào. Ok. Thủy Tiên, Minh Quân, Thomas Mưa, không biết bạn nào. Julie Phạm là Phạm Hoàng Giang đúng không con? Trả lời đúng 11 câu, sai 3 câu. Ok, Thủy Tiên trả lời đúng 13 câu, sai 1 câu nè, rất là giỏi. Ok, rất tốt. Mỗi bạn có một điểm, những bạn nào đứng ở, để cô xem nào. Bạn nào đứng ở thứ nhất thì được 5 điểm. Bạn nào đứng trong top 10 được 3 điểm. Còn những bạn khác được 2 điểm nha. Ok. Rồi, nhớ check class đâu châu. Cô bảo này class đâu châu của con chứng nở hết rồi, bạn nào chưa vào cũng nở luôn. Nhìn đi, chúng ta hãy nhìn lớp của chúng ta đi. Đấy, chứng nở hết rồi đấy các con ơi. Chứng nở hết rồi. Ok, cô sẽ cho điểm các bạn nha, yên tâm. Đấy, các con có thể vào tự đổi avatar của mình cũng được, hoặc là mình có thể lấy luôn avatar này. Khi nào các con đủ số điểm thì cô có thể, chẳng hạn như là cô sẽ đổi được avatar của các con. Nhìn nhá, rất kỳ diệu. Chẳng hạn bạn là Nguyễn An Khánh đi. Cô có thể đổi. Đấy, có rất là nhiều cái skin ở trong này á. Cô có thể đổi bạn ý. Thành chẳng hạn Halloween chẳng hạn. Đấy, thấy con có thấy không? Nên là chúng ta hãy kiếm thật nhiều điểm. Sau đấy cô sẽ đổi cho con. Chẳng hạn cô đổi bạn ấy thành hình này. Kiểu như sắc ướp này. Hoặc là con... quỷ Halloween này, hoặc là Dracula này, xịn chưa? Đấy, nhưng mà chưa đổi. À, chết rồi, gọi đổi mất của bạn An Khánh sang ấy rồi. Được rồi, ok. Những các con nhớ check class dojo của mình nha, để xem mình có bao điểm nha. Cô sẽ phải nghĩ ra một cái thang điểm để mình có thể cố gắng mới được. Ok, cảm ơn các con đã tham gia buổi ngày hôm nay nha. Chủ nhật chúng ta sẽ học tiếp, sau đấy chúng ta sẽ tổng kết số điểm trên class dojo nha. Ok. Ok. Cái gì kiểu gì Bảo Long con vào được chưa vậy? Cô lật nhanh quá, con không thể tên con. Được rồi, cô sẽ gửi lại trên group Zalo của mình nha. Ok, yên tâm. Ok, cảm ơn các con. Ok, goodbye, see you on Sunday. Ok, bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.